Vâng, tiếp tục với chương trình xe cũ, hôm nay Sơn giới thiệu cho anh em một chiếc xe nồi đồng cối đá của bên hãng Ford. Đây là chiếc Ford F-Cab 2.3 một cầu. Xe này được sản xuất năm 2013 nhé anh em. Xe này cá nhân, sử dụng rất là ít. Để Sơn đi nhanh qua một chút xíu về ngoại thất của xe cho anh em ở xa có thể tham khảo được. Về tình trạng xe thì không có bị đâm đục, ngập nước, thủy kích, và xe được bảo hành ở tại Toyota Tân Cảng. Và công ty của Tân Cảng thì đã kiểm tra 176 hạng mục rồi, cho nên anh em mua về là chỉ an tâm mà đi thôi. Xe này thì bên Sơn đang chào bán với giá là khoảng tầm 390. Tổng số km mà xe chạy được là 90.000 km. Đây là km thực nhé. Đảm bảo bên Sơn là không có tua km. Xe này cá nhân. Vâng, cảm ơn, tạm biệt anh em nhé.